Rồi đây rồi, khép ngón chút nữa. Khép ba ngón xuống đi, khép ba ngón xuống. Nó xuống. Đẩy ngực lên. Rồi đẩy ngực căng nữa đi. Kỳ vách phải. Chị ăn gì đấy? Nhìn đâu không phải. Xem vào đây chút nữa xem. Rồi cái nhìn này em luôn. Chẳng tiền đấy. Nhìn đâu trái. Nhìn đâu trái nhiều. Ok. Tập giữa tư nguyên nhé, tay chống dưới cằm này. Rồi chạm nhẹ. Dưới cằm. Rồi chạm nhẹ. Rồi tư nguyên nhé. Dưới cằm luôn. Tư nguyên làm gì nào? Rồi. Nhìn em không? Cười tươi chị, cười tươi. Một chút đẹp lên tư nguyên nhé, tay ốp xuống đây. Rồi ok, nhìn em đẩy ngược lên. Ok, nghỉ vai phải. Chị lưng cằm chút nữa. Ok, lưng cằm nhiều. Cười tươi. Chị ơi, để tư nguyên cho em, tư nguyên cho em. Xoay người sang bên trái đi. Xoay người sang trái, mạnh cả. Đưa cả người sang trái nữa đi. Đưa đi, xong thì anh người theo mình hồi. Em gọi một loại các chị đấy thôi. Thẳng lưng căng người nhiều vào. Tay phải ngang bàn chút nữa. Đẩy ngược căng nữa đi. Đưa nguyên như tay trái chống tay đùi nè. Đẩy ngược căng, động kiểu tay một chút nữa. Động kiểu tay. Ok, nhìn em luôn, không thay đổi, nhưng lưng cằm chút nữa. Ờ, nhìn em lưng cằm chị. Chưa lưng cằm nhiều. Đưa nguyên như xoay mặt lại em chút nữa này. Nữa. Rồi ok. Vươn mặt lên chút sẽ đẹp hơn, vươn mặt lên chút nữa. Cười cười. Nhìn em chị ơi, nhìn em. Tập nước tuyên nhiên, ta trái lên ngực này. Rồi đẹp rồi, nhìn lại em rồi. Vươn cẳng. Nâng cẳng, nâng cẳng nhé. Ok. Tập nước tay trái lên xuống bàn này. Rộng tay em chút nữa. Rồi ok, nhìn em luôn. Đẩy ngực căng. Nhìn đầu một chút nữa. Nghỉ vai. Rồi tuyên cho em nhé. Một chút nghiêng đầu bên trái, chút đẹp. Rồi ok. Xoay mặt trực diện. Rồi cười cười chị. Nâng cẳng chút đẹp, nâng cẳng. Tay phải như này. Rồi. Thử áp phần mãi. Xoay mặt chỉnh diện. Chắc rồi đúng không? Nâng má. Chị chọn. Ok. Cười tươi. Thử áp phần mãi. Nhìn nhẹ nữa, nhìn nhẹ. Rồi. Một chút đẹp như tư viên nha. Tay trái tư viên. Tay trái bám tay phải như này. Cơ chị hết tổng 360. Rồi ok. Áp 69 suốt chị nha. Nâng cặp chút nữa. Nhìn đầu bên trái chút nữa. Ok. Cười tươi. Nhìn ra ngoài luôn. Rồi đẹp rồi. Nhìn em này. Rồi đi bên nhá. Nhìn em, nhìn em. Không cười. Ờ, nghiêm túc. Một chút đẹp nhá. Xinh rồi, nhìn em rồi. Xem mặt đây. Ok đẹp rồi. Một chút đẹp nhá, đẩy ngực căng nào. Rồi xinh rồi, nhìn em rồi. Xem mặt đây. Đánh mông phải sao? Nữa, mở đầu gối chân trái nữa. Đứng bên nhá, giả lại người nào. Đó, ok, không thay đổi, xoay người trực diện em. Đó, ok, thẳng lưng. Ờ, hai tay rộng kiểu tay. Rộng kiểu tay trái. Rồi, đẹp rồi, không thay đổi, một chút rồi, một chút rồi. Xoay mặt vào lại. Một chút đẹp nhá. Xoay người giả lại. Đó, ok, nhìn em luôn. Đi đầu phải nhẹ hơn một chút rồi. Ok, nhìn em luôn. Một chút nhá, tự nhiên là giả lại bụng sang trái. Nữa. Nữa, xoay người nữa đi. Ok đẹp rồi, nhìn em luôn, đang mông sang. Ok, không thay đổi. Xoay mặt lại em. Ok. Tập cho tư nguyên nhá, tay trái ở đây, tay phải tư nguyên. Rồi đẹp rồi. Xoay mặt trực diện em. Trực diện đi. Nữa đi. Cú cầm lại, chút là đẹp. Rồi ok, nghi đồn phải. Nghỉ vẽ phải. Cười tươi chị. Alo. Tay trái đây. Ok, rộng lên. Ok, đưa tay sang em. Ok, nhả ra. Rồi đẹp rồi, nhìn em luôn. Xem vào đây một chút nữa. Cười tươi. Tập đưa tư nguyên cho em, tư nguyên. Tay phải, tay trái tư nguyên. Tay phải xuống. Rồi, thả lưng. Cổ tay xuống. Nắp mông nhiều. Nghỉ vai chút nữa. Rồi, nâng cằm. Rồi đẹp rồi, xem vào đây xíu nữa. Vâng, phải. Rồi. 160 đi nào anh ạ. Nghỉ vai trái. 160 đi nào. Bên trái chút nữa. Cười tươi chị, cười tươi. Vâng, tay trái chống em, tay trái chống em, tay trái chống em. Ok rồi, nhìn lại em luôn. Vâng. Xem vào đây một chút nữa. Rồi nghi đường phải. Cô mình đến rồi đấy. Vươn mặt chút nữa, vươn mặt chút nữa. Rồi. Cười mỉm nhé, cười mỉm. Nâng cằm chút nữa, đẹp, nâng cằm chút nữa. Nguyên nhá. Đi đầu bên trái chút nữa. Ok, cười tươi chị. Ok, nhìn em nhá. Xoay mặt sang trái.
Ok, cười tươi. Đẹp nha, cú gằm chút là xinh. Không thay đổi như nguyên cho em này, hai tay khoanh ở tay này. Vặn bàn tay. Đó, cái thẳng xuống. Đẩy ngực căng. Rồi, năng mông nhiều. Chia, nộ hai bàn tay đi. Đó, ok, như thế, thả lỏng ngón này. Úp ngón vào. Rồi, thả lỏng xuống. Rồi, đẩy ngực căng. Thả lỏng cơ mặt. Rồi, mông này. Rồi, nghi đầu chữ. Rồi, lưng căng. Nghi đầu bên trái. Rồi, ok, nhìn em luôn. Một chút nữa xoay bụng sang trái. Dưới đi. Ok, xoay mặt sang phải. Nghiêm túc cho em. Cú gằm chút nào đẹp. Rồi, nghỉ vai. Đó, ok, như đây, nguyên nha, chị lưng cằm chút nào đẹp, lưng cằm chút nữa. Lưng cằm. Rồi, ok, như thế, không thay đổi nha. Xoay mặt trực diện em. Rồi, ok, nhìn em thôi. Tươi lên mặt. Rồi. Xinh rồi. Giúp nguyên nha, hai tay này, về trước chào đón. Rồi, đẹp luôn, lưng cằm. Không thay đổi nha, xoay mặt tuần này em này. Xoay mặt tuần này. Rồi, mỉm nhẹ. Mỉm nhẹ, mỉm nhẹ, đứng như đầu bên trái. Rồi, ok, nhìn em luôn. Đó. Tầm lượng nha, giúp bên tay phải đùi nhẹ luôn. Rồi, ok, nhìn lại em luôn. Xoay mặt đây cho em chút nữa, ok. Tầm lượng giúp bên cho em nha, tay này bám nhẹ khuy áo. Tay trái bám tay phải. Ngang bên. Rồi, bám ngón. Bám ngón, ép xuống. Ép bám ngón xuống, rồi, ok, rộng tay một chút nữa. Rồi, ok, nhìn em luôn, không thay đổi nha. Con áo tươi lên mặt cho em nha. Rồi, năng bông nhiều. Xem mặt trình diện em. Ok. Cười tươi. Vẻ mông cái này sao? Rồi, hai tay của con. Quỳnh ra. Kiểu, kiểu. Kiểu này. Giữa. Rồi, đừng dùy người thẳng lưng bụng đi. Rồi, cái gì đấy thẳng lỏng vai. Rồi, đẹp rồi. Xem mặt trình diện em. Rồi. Bẻ mông nữa sang nào. Không thay đổi nha. Rồi nhìn em ơi. Xoay eo sang trái. Thẳng lưng đi chị. Nhìn đầu bên trái. Nhìn đầu bên trái. Ok. Tấm lưng nguyên nha. Hai tay này. Tay trái. Tay trái ở dưới. Tay trái ở dưới. Rồi chị đang gù đấy. Thẳng lưng đấy. Năm mông ra. Tay xa một tí nữa. Ok tự nguyên nha. Ngả lưng về sau này. Không, ngả sang bên phải. Nghỉ, đấy, ok như thế, rồi nhìn em luôn, đánh mông ra. Chỉ đang bị dìm người. Đẩy người lên. Năng mông thôi. Nào, mở đặt bàn chân lên cho em đi. Sao bàn chân đi. Nghỉ, chỉ đang thấp vai trái nhé, tả lại đi. Nào, thẳng lưng đã. Rất là đẹp rồi, cố gắng nào, thẳng lưng đi. Đánh mông phải sang. Co đầu gối. Rồi, chúng mình xanh người tả lại em. Đó, ok, đứng bên nha. Rồi nhìn em luôn, nghỉ vai phải xuống. Đó, ok, nhìn em luôn. Đứng bên nha, chị nghiêng đầu phải nào. Rồi. Một chút là đẹp nha. Chị thẳng cái chân phải của chị lên. Thẳng chân phải. Nào, vẫn bước chân lên cho em là nhưng thẳng chân phải lên. Rồi, ok, năng mông phải nhiều. Rồi, nghiêng đầu bên trái. Xoay mặt lên một chút nữa. Đứng bên nha. Nghi đầu phải rồi. Cười tươi chị. Tấm lưng tay phải chống lên. Ok nhìn em rồi. Thẳng lưng nên bị gù đấy. Rồi. Ok này. Em quả tay ở trên đây. Chị đừng rụt bụng. Chị đừng rụt bụng. Chị đâu thắt bụng. Thẳng lưng lên. Em quả tay ở trên đây. Thẳng lỏng bàn tay xuống. Còn nó tròn đi. Rồi xoay người giả lại em. Xoay người giả lại em ạ. Năm mông sang. Rồi nghỉ bên phải. Rồi nhìn em luôn. Đi đầu bên trái. Rồi ok. Mỉm nhẹ nha, mỉm nhẹ. Ok. Cười chưa? Nâng mặt sang tí nữa. Ok. Người không cười, không cười. Một chút đẹp nha, rộng hai kiểu canh. Rồi ok, nhìn em luôn. Đặt tay xuống đùi đi chị. Rồi ok.